mến chào cô chú và anh chị. Trước hết, cô chú và anh chị đã cảm được ngôi nhà của mình, đó là nhà cấp 4 sân vườn nằm trên mặt tiền đường nhựa rộng rãi. Lại một căn nhà nằm trên mặt tiền đường nữa rồi. Cô chú và anh chị mình đang quan tâm nhà rộng rãi 6 x 33 m, full đất thổ cư 100%. Và con đường trước nhà của mình là đường nhựa 6 mét chạy xe ô tô, xe tải chạy thoải mái. Và với một khoảng sân trước đậu xe ô tô nữa còn tuyệt vời gì bằng nữa. Cô chú và anh chị tìm một ngôi nhà có sân vườn, thiết kế cũng có đến 2 phòng ngủ lận nha. Có sân phía trước nè, tha hồ để mình có thể đậu chiếc xe yêu thương của mình. Và khu vực ở đây là đường thông, thông từ đường tỉnh lộ 85B. Đây là cũng ra đường tỉnh lộ 85B. Con đường này sẽ giao với lại đường Đinh Đức Thiện hướng ra chợ Bình Chánh, là một trong những cái vị trí mà trong khoảng thời gian gần đây nhà bên Kim Thủy được xây dựng trong khu vực này rất là nhiều, và được cô chú và anh chị trong nước và nội thành của mình, trong Sài Gòn của mình về đây để sở hữu những cái căn nhà bên Kim Thủy trong thời gian qua rất là nhanh. Và đây là một cái mẫu nhà, một cái mẫu nhà cấp 4 sân vườn rất là rộng. Phía trước nhà mình có trồng một cái cây xanh dễ thương, và xung quanh của nhà mình thì dân cư ở san sát nhau với một cái khu vực trong xanh mát mẻ. Và căn nhà này có một cái thiết kế đặc biệt, đó là có một cái lối đi nhỏ bên hông. Nhờ cái lối đi nhỏ bên hông này mình sẽ trổ như cửa sổ, nên ngôi nhà mình lúc nào cũng thông thoáng mát mẻ. Và cái khoảng sân trước này rất là rộng nha, mình có thể làm một cái tiểu cảnh sân vườn, thác nước chảy róc rách, mình làm một cái hòn long bộ, hoặc là mình làm một cái gara ô tô, tùy vào thiết kế của gia đình của mình khi mình về sở hữu căn nhà này. Với căn nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mình có thể soi tách quy hoạch thoải mái. Và đây là một trong những cái mẫu nhà sân vườn diện tích rộng và thiết kế nhà cấp 4 thôi. Với ngôi nhà cấp 4 nhưng mà được thiết kế đến 2 phòng ngủ. Thay vì mình cần một ngôi nhà mà ở nhiều người thì bên Kim Thủy vẫn có nhiều cái mẫu nhà, có nhiều phòng cho mình nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà với mẫu nhà này là nhà cấp 4 thì mình đỡ lên lầu, nhưng cũng có 2 phòng để cho gia đình mình ở 4-5 thành viên thoải mái. Khoảng sân thì được ốp gạch sạch sẽ hết luôn, và bên đây cũng được ốp gạch luôn nè, cho khoảng sân luôn sạch sẽ. Có một cái quyên hàng rào cổng che chắn an toàn. Với khoảng sân này ha, cô chú và anh chị thiết kế trồng cây xanh á, rất là dễ thương luôn á. Và bên Kim Thủy đã làm một cái tiểu cảnh nhỏ trước cái căn phòng, đó là căn phòng phòng khách á, hướng ra ngoài cái tiểu cảnh sân vườn ở đây rất là dễ thương. Ở đây có trồng những mảng cây hôm nay đã ra hoa. Và ngôi nhà này trong cái khoảng thời gian vừa qua Kim Thủy cũng chưa có cập nhật thường xuyên lại cho cô chú và anh chị, vì công trình mới bên Kim Thủy cũng đang xây dựng rất là nhiều, và thường cô chú và anh chị thường quan tâm những cái mẫu nhà mới hiện đại đẹp sang trọng, nên cái mẫu nhà này trong cái thời gian vừa qua Kim Thủy đã lãng quên luôn. Hôm nay Kim Thủy review lại nên có rác đồ Kim Thủy cũng chưa có kịp lau dọn, nhưng mà đảm bảo cô chú và anh chị khi mà nhận nhà Kim Thủy sẽ hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ cho mình nha. Với cái mẫu nhà mái Thái cấp 4 dễ thương, với dàn cửa như mình khi mình bước vào đó, dàn cửa hai cánh luôn, một lớp cửa kéo và lớp cửa sắt bên trong. Khi bước vào có một cái bậc thềm chạy lên cao ráo chắc chắn. Và cái điều đảm bảo cô chú và anh chị khi mà đón nhận ngôi nhà này là không bị ngập nước nha, đó là điều chắc chắn đảm bảo đầu tiên. Và đảm bảo thứ hai đó là pháp lý rõ ràng, được xây đất thổ cư 100%. Và cái điều chia sẻ cho cô chú và anh chị đó là những căn nhà khi mà Kim Thủy chia sẻ đều là những căn nhà thật và giá thật hết nha. Khi mà mình đem đi xem nhà thì mình thích căn nhà nào, bên Kim Thủy sẽ chia sẻ và cho cô chú và anh chị xem đúng căn nhà đó thực tế rõ ràng. Vì trên video cô chú và anh chị đã hình dung được căn nhà của mình như thế nào rồi, và thực tế cũng y như vậy luôn. Mình chủ yếu là đi xem vị trí một lần nữa thôi. Và vị trí nhà mình cách ủy ban xã Phước Hậu trên đường tỉnh lộ 85B khoảng tầm hơn 1 cây số. Mình có thể search Google Maps trước để khi mà mình đi xem nhà mình có thể định hình trước được. Và với khoảng không gian phòng khách này, wow, rất là rộng và thoáng. Với ngôi nhà thiết kế khoảng không gian mở rất là nhiều, từ cửa sổ được trổ bên cái lối đi nhỏ bên hông lúc nãy, và cửa sổ trổ ra bên hông nhà bên đây, từ cửa sổ hướng ra ngoài cái sân vườn để mình đón gió, đón ánh sáng cũng như một cái không khí mát mẻ trong lành từ cái khu vực này. Ở đây nếu mà cô chú bạn chị quan tâm á, thì chợ cũng có, và ủy ban, trường học các cấp cho con cái mình đi học thuận tiện. Và gạch đất nền ở căn nhà mình là một loại đá bóng kính kích cỡ là 60x60 nha, có những cái đường vân mây đời mới cũng rất là đẹp á. Và ốp PVC cho toàn khu vực phòng khách nè, và chỗ này thì ốp đá sạch sẽ, bên kia là ốp PVC tặng kèm cho căn nhà của mình, đó là một cái kệ tivi đó. Mình nơi đây mình có thể trang hoàng nó bộ ghế gỗ hoành tráng luôn cũng được, vì khoảng không gian phòng khách rất là rộng. Mời cô chú và anh chị mình nhìn ngắm lên cái trần nhà nha. Wow, chính giữa có một cái đèn chùm pha lê rất là sang. Buổi tối mình bật cái đèn này lên là thắp sáng cho căn nhà của mình lung linh luôn á. Với ngôi nhà cấp 4 này nha,
cấp 4 sân vườn nha, chứ nhiều khi nghe nhà cấp 4 ấy, một cái giá trị nhiều khi á, mình nhà cần nhà nhỏ nhỏ, nhà cấp 4 thôi cũng được. Nhưng mà đây là mẫu nhà cấp 4 siêu đẹp, siêu đẳng cấp luôn. Một cái căn nhà mà với cái giá này á, đảm bảo cho mình sở hữu cũng rất là phù hợp với tài chính của mình á. Vì trong Sài Gòn của mình á, mình tìm một cái diện tích rộng 63 thật sự cực kỳ khó, và khu vực này cũng vậy nữa. Hiện tại thì công trình mới của Kim Thủy thì ngang 5 nhiều hơn, còn 6 á, thì nhiều khi á, lâu lâu có một công trình đẹp mà rộng như thế này thôi. Với phòng khách rộng rồi. Và tiếp theo kế bên, dọc theo cái này có chỗ những cửa sổ thông thoáng mát mẻ nè. Và đây căn phòng ngủ đầu tiên. Với thiết kế căn nhà mình có hai phòng ngủ nha, và phòng ngủ nào cũng thiết kế có cửa sổ hết, rất là thông thoáng. Gạch ốp tường thì sạch sẽ, cao lên hơn 2 mét thế này, cho không gian nhà mình luôn sạch sẽ nè. Và có những ô thông gió thoáng mát. Với căn nhà cấp 4 mà thiết kế căn phòng á, như là một cái căn nhà mà biệt thự mini luôn á. Thì với cái mẫu sân vườn này á, thì cho mình thỏa thích trồng cây. Đặc biệt là những cái cô chú và anh chị mà đang có nhu cầu yêu thích trồng cây thì mẫu nhà rất là phù hợp. Và dọc theo này mình thể mở điện lên cho thắp sáng cho toàn khu vực nhà mình. Cửa sổ thì mát mẻ. Và căn phòng thứ hai. Phòng thứ hai này cũng thiết kế giống như căn phòng lúc nãy thôi không ạ. Thiết kế thì có hai phòng ngủ. Đó, gia đình mình mà vợ chồng có hai người con rồi rất là phù hợp luôn. Còn nhà mình có người lớn tuổi thì mình có thể sắp xếp bài trí theo cái tùy sắp xếp của mỗi người. Thì với căn nhà bên Kim Thủy có rất là đa dạng, từ nhà giá rẻ cho đến những cái căn nhà hàng tỷ, như là những cái căn nhà cấp 4 hoặc là những cái căn nhà lên lầu đều có hết. Những cái căn nhà có nhiều phòng bên Kim Thủy cũng có luôn. Nên cô chú anh chị mình đang quan tâm tìm nhà, đăng ký cái nút màu đỏ bên tay phải để mình xem được nhiều mẫu nhà mới hơn bên Kim Thủy nha. Và trang hoàng cho phía sau nhà mình đó là hai căn phòng vệ sinh được tách biệt riêng biệt nha. Ở đây thì thiết kế không gian riêng để mình nơi để mình tắm rửa. Đó, có những ô thông sáng nè, và quạt hút. Trần thì cao ráo thoáng, hai cái vòi tắm nè, tiện, rất là tiện. Cửa là cửa nhôm chống bị sét. Cái bên là căn phòng vệ sinh. Đó, tách biệt như thế này để tiện hơn, thoải mái hơn đúng không ạ? Đó, với sự tách biệt như thế này là một trong những công trình để dành riêng cho những mẫu nhà sân vườn. Đó, gương, bồn rửa tay được đặt riêng biệt luôn. Và dọc theo cái này lại là những cái cửa sổ thoáng mát. Như cô chú anh chị thấy là gió từ bên ngoài vào, có những cái chiếc lá bay vào tới tận nhà luôn á. Đó, gió mát cực kỳ, Kim Thủy rất là thích cái khoảng này. Đó, và tủ bếp trên dưới nè. Ở trên nó là dạng tủ gỗ, còn ở dưới là dạng tủ nhôm nha. Đó, cửa lùa lại này rất là dễ luôn. Và hai cái bồn để mình rửa rau, rửa bát. Với ngôi nhà sổ hồng riêng này chắc chắn mình sẽ có điện nước riêng, bàn giao cho mình một căn nhà riêng biệt thoải mái. Nơi đây mình trang hoàng một cái bộ bàn ăn tròn 6 ghế hoặc 8 ghế rồi cũng thoải mái á. Vì ngôi nhà ngang tới 6 mét và dài 33 mét là full đất thổ cư 100% luôn. Và phía sau nhà thì có hai cái lớp cửa. Một cái lớp cửa kéo nè, một cái lớp cửa mở ra nè, an toàn cho nhà mình khi mình đi xa nha. Ngoài này thì đón nhận một cái khoảng không gian cực kỳ thoáng luôn. Nếu mà thường cái mẫu sân vườn á, cô chú và anh chị hay thiết kế là có thể trồng những mảng cây leo lên. Nơi đây mình có thể để một cái bộ bàn ghế để mình ngồi thư giãn cũng được. Nơi đây mình tận dụng phơi đồ, nuôi thú cưng, hoặc là mình chăm sóc cây kiểng ở khu vực này thì tha hồ. Với khoảng sân sau này sẽ đi dần lên khoảng sân trước luôn. Đó, được thiết kế không gian mở và thông với nhau, nên ngôi nhà mình á, là một cái khu vườn nho nhỏ. Đó, xung quanh này mình có thể trồng những mảnh cây dây leo mình ốp vô tường á. Dây leo rủ xuống thì rất là dễ thương. Nhờ được thiết kế cái khoảng đi nhỏ này nên được trổ những cửa sổ bên hông, và có làm những cái mái ngói để cho cửa sổ không bị nước tạt vào nhà. Đây là có lối thiết kế công trình rất là đẹp dành cho ngôi nhà diện tích rộng 6x33m. Thì được ốp gạch sạch sẽ hết cho toàn khu vực này rồi. Cô chú và anh chị mình cần những cái mẫu nhà sân vườn á, thì với những cái khu vực mà tại cái khu vực mà bên Kim Thủy đang hoàn thiện và xây dựng như thế này á, mình mới có những cái mẫu nhà sân vườn đẹp như thế này. Vì ở trong Sài Gòn của mình á, thì những cái căn nhà phân lô được phân lô san sát nhau không à. Nhiều khi mình ở rất là ngột ngạt và khói bụi ồn ào. Mình muốn tìm một cái nơi mình bỏ Sài Thành của mình luôn, mình di chuyển về những cái khu vực bên Kim Thủy chia sẻ chỉ dao động cách thành phố khoảng có 30 phút thôi, di chuyển khoảng tầm 18-20 cây số là mình sở hữu những cái căn nhà sân vườn đẹp như thế này rồi. Nhà mình mặt tiền đường nữa, một con đường rất là rộng nha, đường thông, thông ra đường tỉnh lộ 85B luôn để hướng ra chợ Bình Chánh. Với ngôi nhà thiết kế 6x33 hướng Tây Bắc, giá tổng căn nhà này là 3.3 luôn, không phát sinh thêm chi phí nào cả. Bên Kim Thủy sẽ hỗ trợ sang tên cho mình để có một ngôi nhà sân vườn cấp 4
siêu đẹp và dễ thương, với ngôi nhà thiết kế 2 căn phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và 2 căn phòng vệ sinh. Với ngôi nhà mình có thể trang hoàng với sân trước của mình là đậu xe ô tô thoải mái, và vì nhà mình là thừa hưởng đó là nhà nằm trên mặt tiền đường. Mời cô chú và anh chị mình có thể tham quan cái con đường của nhà mình vào nè. Đó, con đường này đường thông, đường nhựa, xe chạy thoải mái. Và khu vực này như cô chú và anh chị Kim Thủy đang review căn nhà này vào buổi chiều nên một cái không khí thật sự rất là mát mẻ. Xung quanh là cây cối nè, đó cây dừa và cây đường xá thì dân cư ở cũng đông hết rồi, mình không có ngại sợ vắng vẻ bị buồn. Và đây là một trong những căn nhà có sổ hồng riêng là điều chắc chắn rồi. Cô chú và anh chị mình quan tâm căn nhà này, mời cô chú và anh chị mình đến xem trực tiếp để mình cảm nhận được ngôi nhà của mình có phù hợp với mình hay không. Vâng, Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video. Nếu mà căn nhà này phù hợp, cô chú và anh chị gọi cho Kim Thủy theo số hotline trên màn hình. Và kênh của Kim Thủy còn rất là nhiều mẫu nhà để cho cô chú và anh chị còn nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Nên mình đang có nhu cầu tìm nhà, nhấn vào nút đăng ký kênh để mình theo dõi và ủng hộ Kim Thủy à. Vâng, Kim Thủy chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm tìm được những căn nhà phù hợp nhất cho mình. Kim Thủy xin chào cô chú và anh chị, hẹn gặp lại những video nhà khác nha.